Vâng, xin được kính chào quý anh chị quay trở lại với kênh của Em Tới Ô Tô tại địa chỉ cơ sở 2 số 17 đường Phạm Hùng đối diện bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Rất mong quý anh chị ủng hộ kênh cho Em Tới Ô Tô, hãy like và đăng ký subscribe kênh. Số điện thoại của em là 0977 500055. Trên thị trường xe đã qua sử dụng thì hôm nay em về một mẫu xe rất hot trên thị trường Việt Nam, Hyundai Tucson, rất được ưa chuộng tại Việt Nam. Phiên bản 2020 bản dầu, số tự động. Vâng, cùng em khám phá một chiếc xe đã qua sử dụng này. Thì với cụm đèn phía trước của chiếc xe là dạng đèn full LED thưa quý vị nhá. Và những phần ca lăng của chiếc xe cũng được mạ cửa rôm rất sáng bóng, đã được trang bị thêm phần ca lăng trước mạ cửa rôm. Thưa quý anh chị, rất là sang trọng, lịch lãm. Với na răng đa chấu kép 18 inch thưa quý anh chị. Vâng. Thì tay nắm cửa được mạ cửa rôm, nước sơn còn zin. Xe một chủ cá nhân đi được thưa quý vị là đi được 1,2 vạn. Vâng. Thì cứng cửa kính và gương đã được gập điện, chỉnh điện. Gương hậu thì được kết hợp với lại báo rẽ xi nhan quý anh chị nhá. Phần chân kính đây cũng được lắp mạ cửa rôm, đường viền mạ cửa rôm quý anh chị. Vâng, thì phía sau đây là cụm đèn hậu cũng là dạng full LED quý anh chị, không chê được điểm nào của chiếc xe này luôn. Với bộ xả ống kép đôi được mạ những đường viền ốp chống xước phía sau đây. Xe cũng có camera lùi và cảm biến rất là an toàn. Vâng, xe cánh gió trên cao cỡ nhỏ và phanh trên cao dạng nét quý anh chị nhé. Vâng, thì mời quý vị cùng em vào phần nội thất xem chiếc xe với một màu nội thất của chiếc xe này là màu kem rất là sáng, với 6 loa và ghế da chỉnh điện, ghế da nguyên bản theo xe. Cửa kính và gương chiếu hậu đều được chỉnh điện ở phần tappy thưa quý anh chị nhé. Vâng, mở cốp và chống trơn trượt, tăng giảm độ sáng của màn hình đồng hồ, màn hình Android phía chính ở đây. Xe được trang bị đề lổ start top quý anh chị nhé. Vâng, thì chìa khóa quý vị anh chị chỉ cần để ở bên cạnh mình là có thể mở được chìa khóa. Vâng, vô lăng bọc da và có kết hợp với những phím bấm điều chỉnh giọng nói, tăng giảm âm lượng, đặc biệt là xe có cruise control, ga tự động, điều hòa hai vùng độc lập và chế độ mở auto quý anh chị nhé. Rất là mát quý anh chị, khi vào xe có thể mở chế độ auto là mát rất là nhanh. Và sấy kính lấy điều hòa, lấy gió trong gió ngoài, điều chỉnh gió. Ngoài ra xe được trang bị màn hình thì có định vị bản đồ GPS, kết nối bluetooth đàm thoại rảnh tay và có đầu USB cổng cắm 12V. Vâng, dạng xe cũng được trang bị phanh điện tử, auto hold và 3 chế độ lái eco, sport và chế độ bình thường. Xe cũng hỗ trợ đổ đèo quý anh chị nhé. Vâng, đặc biệt với phiên bản 2.0 này, bản Tucson thì cũng đã được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh. Vâng, cửa sổ trời toàn cảnh. Thì ghế da hàng ghế thứ hai hầu như là chưa ngồi, vẫn còn bọc túi bóng quý anh chị ạ. Vâng, chiếc xe rất mới, hầu như chưa bị hỏng hóc gì. Và cũng xe cũng được trang bị cốp điện quý anh chị, một chạm. Vâng, khoang hành lý phía sau rất là rộng và có hành lý để đồ kéo để phía trên quý anh chị nhé. Vâng, với một chiếc xe đã qua sử dụng thì bên em luôn luôn mang cam kết cho quý anh chị là chiếc xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, giấy tờ an ninh pháp lý rõ ràng, xe không bị tháo bổ máy.
Vâng, thì với chiếc xe đã qua sử dụng, cái giá bên em đang bán với giá là 905 triệu đồng, hỗ trợ cho quý anh chị 70% trả góp ngân hàng. Thì một chiếc xe như thế này mới mua có giá vào hơn 1 tỷ. Thì quý vị cũng đã tiết kiệm được hơn 200 triệu một năm, mà mới đi được có hơn vạn, hơn 10.000 km. Nếu quý anh chị đang quan tâm đến các dòng xe cũ đã qua sử dụng thì rất mong quý anh chị đăng ký kênh, ủng hộ em để xem nhiều tin tức về xe. Và kính chúc quý anh chị một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý anh chị.